Buổi trước thì cô đã hướng dẫn cho các bạn cái DB Helper xong rồi ha. Bây giờ mình sẽ viết các cái hàm đao. À, hôm trước mình đã tạo cái bảng lớp học rồi. Ok chưa ạ? Đấy, tạo bảng sinh viên rồi. Thì bây giờ cô sẽ viết cái hàm đao để xử lý cái này. Thì bây giờ cô sẽ demo cho lớp học trước, còn sinh viên các bạn sẽ làm sau. Ok chưa? Thì trong cái lớp học đao thì các bạn viết các hàm xử lý. Thì ở đây cô có thể viết cái get all cũng được, get data cũng được ha, tùy các bạn. Thì bây giờ các bạn quay lại cái slide cách viết của họ nè. Đấy nha, nhìn nhé. Đây, giả sử như các bạn viết cái slide kiểu như này. À, viết cái hàm kiểu như này. Đâu rồi? Đây, cái hàm mà truy vấn dữ liệu đây. Đây, họ truy vấn là nhân viên đúng không? À, thì cô sẽ truy vấn cái này là truy vấn là lớp học. Họ get nhân viên thì cô get lớp học, hoặc là các bạn ghi là get data đi ha. Đối số thì cô sẽ làm đối số kiểu như này luôn. Ok chưa? Thì các bạn sẽ trả về cái gì? Trả về phải là trả về một cái danh sách nha. Đó. Thì mình sẽ để cái này là list. Ok. Chỗ này các bạn sẽ để là lớp học. Và đây các bạn là các bạn để thay vì cái để get all, các bạn để get data đi. Đối số thứ nhất là các bạn truyền cái câu lệnh SQL, câu lệnh truy vấn. Đối số thứ hai là các bạn truyền một cái argument. À, cái đối số tức là cái điều kiện á, thì mệnh đề á ha. Ví dụ như thế này thì được gọi là argument nè. Ví dụ như là các bạn dùng câu lệnh là select sao from ví dụ cái đường lớp học where ví dụ như là mã lớp bằng chấm hỏi, thì cái mà các bạn truyền vào á, các bạn lấy để các bạn truy vấn cái này là gọi là đối số, các bạn gọi là parameter để các bạn truyền vào đây nè, thì sẽ là sử dụng cái anh này các bạn nhé, được chưa? Đấy, cả câu lệnh này nè thì được gọi nó nằm ở trong câu lệnh SQL. Còn cái đối số khi các bạn truyền vào để làm gì? Để truyền vào để các bạn mà làm cái mã này nè. Thì bây giờ các bạn có một cái vấn đề như sau. Tức là anh đối số này có thể có hoặc không có. Có nghĩa là có thể các bạn nếu các bạn lấy tất cả dữ liệu thì nó select sao from, không có mệnh đề where thì không có đối số này. Đúng không ạ? Nhưng mà nếu các bạn mà where có điều kiện thì phải có cái đối số. Ok chưa ạ? Vậy cái đối số này có thể có hoặc không có. Để viết được một cái hàm tổng quát thì người ta dùng cái cách viết truyền đối số. Cái này mà muốn viết được các bạn phải có kỹ năng, phải làm nhiều các bạn mới thành thói quen được. Ví dụ nhá. Vậy cái đối số này như thế nào nào? Nếu các bạn để cái dấu ba chấm như này thì cái đối số này được gọi là đối số biến thiên. Ta gọi là variable argument. Có nghĩa là nếu không gì truyền gì cả. À, truyền mỗi cái SQL thôi, không truyền anh này nó cũng hiểu là không có. Đúng không ạ? Nếu các bạn mà truyền một đối số thì nó hiểu cái này là một cái mảng. Nhớ các bạn, nó hiểu cái này là một cái mảng các đối số. Ok chưa? Nó hiểu là cái mảng. Còn nếu các bạn mà truyền một thì hiểu là một phần tử, hai là hai phần tử của mảng. Ok chưa? Đấy thì anh này rất là tiền lời nhá. Rồi. Tiếp nè. Đó, vậy thì các bạn tạo một clip để chứa cái kết quả trả về. À, thì các bạn tạo một clip danh sách để chứa kết quả trả về. Cái này là lớp học. Đúng không ạ? Danh sách sẽ bằng new array list. Chưa? Rồi, sau đó các bạn dùng, tức là các bạn tạo con trỏ để các bạn chứa cái dữ liệu đúng không? Để con trỏ này trỏ vào cái dữ liệu các bạn trả về ha. Phải có con trỏ này. CS gắn bằng là cái DB. À, DB mình chưa có nè. Bây giờ mình tạo DB này. Là cái hàm này á các bạn nè. Được chưa? Cái hàm này nè. À. Đây. Ok chưa? Đấy các bạn tạo cái DB. À, bây giờ cô sẽ như thế này. Đầu tiên á thì cô sẽ tạo một con constructor. Tức là public. À, lớp học down. Cô truyền cái context vào. Ok chưa? Context. Rồi. Cô tạo cái gì ạ? À, cô tạo cái cô gọi cái DB helper.
Ok chưa? Helper. Và ở đây các bạn để là gì đấy ạ? Helper bằng helper sẽ gán bằng new db helper, đưa cái context vào. Ok chưa? Rồi. Và ở đây các bạn tạo cái sqdb nhá. Bây giờ cô tạo cái một db nè. SQLite db. DB sẽ gắn bằng helper chấm getReadable, đọc thì để getReadable thôi. Ok chưa? Và con trỏ sẽ gắn bằng DB chấm raw query, đưa cái câu lệnh truy vấn vào và đưa cái đối số vào. Bây giờ đối số nó hiểu là một mảng, cái argument này nè. Nếu không có gì cả thì mảng này nó sẽ rỗng. Nếu mà có thì nó sẽ hiểu là nó sẽ có cái truyền cái argument này vào câu lệnh truy vấn. Ok chưa? Rồi. Thì bây giờ các bạn đưa con trỏ về cái phân tử đầu tiên, đưa con trỏ về cái dòng đầu tiên, move to to first. Ok chưa? Đó. Sau đó thì các bạn dùng vòng lặp while để các bạn truy vấn đúng không? Set.is at last. Nếu cái này mà bằng bằng phone thì các bạn sẽ dùng vòng lặp để các bạn lấy dữ liệu đúng không ạ? Cô sẽ có là gì đấy ạ? String mã sẽ gán bằng cs.getString, cột đầu tiên. Đó, string tên, tên lớp ha, sẽ gán bằng cs.getString, cột thứ hai. Đó, sau đấy các bạn tạo cho cô một cái lớp sinh lớp học. Lớp học đúng không? Lớp học sẽ gán bằng new lớp học. Đưa cái truyền đối số vào, mã và tên vào, constructor của nó. Đó. Sau đó được một object rồi, sau đấy các bạn mới add vào cái danh sách này. Các bạn là list.add. Add cái lớp học vào. Và có một câu lệnh mà các bạn đừng có quên, đó là phải move to next để cho nó next dòng tiếp theo. To next. Để nó next tới dòng tiếp theo. Sau đó nó sẽ return cái list. Ok chưa? Đó. Vậy thì cái hàm mà get data, đây, cái get data sẽ là cái này. Đồng ý không ạ? Ok. Cái này cái gì ta? Rồi. Rồi bây giờ các bạn coi cái đúng không nhá. Đây. Đấy, các bạn dùng cái này nè. Sau để các bạn add mỗi lần là các bạn cứ add cái này. Nhưng cái này đang cái này là nó đưa cái move to next vào đây luôn. Còn cô thì cô viết khác một chút. Cô khi viết khác một chút nhá. Nhưng các bạn lưu ý là các bạn cho cái con trỏ này lên đầu để nó luôn luôn ở cái dòng đầu tiên. Khi nó bắt đầu nó chạy, không thì nó sẽ bị lỗi ha. Đấy. Vậy bây giờ cô muốn truy vấn toàn bộ dữ liệu thì sao? Bây giờ nhìn nha. Cô viết thêm cái hàm nữa. Đó là hàm public ha. Cái này là tạm thời cô đang để private hả? Vậy là cô sẽ để viết một cái hàm public nè. Đúng không? Public. Cô gọi cái hàm này. Đúng không? Nó trả về một cái danh sách lớp học chẳng hạn. Lấy toàn bộ thì nó sẽ trả về danh sách nha. Đó, cô gọi là get all lớp học chẳng hạn. Đúng không? Cô truyền vào một câu lệnh SQL. Đúng không? Get all thì không có dữ liệu mà đúng không? Cô truyền, bây giờ cô tạo câu lệnh SQL nè. Đấy nhá. String SQL gán bằng select sao from lớp học là đủ đúng không? Sau đấy thì cô sẽ có là gì đấy ạ? Return. Tại vì nó return một cái danh sách mà. Các bạn gọi tới cái hàm get data. Các bạn truyền câu lệnh SQL vào. Rồi, là xong. Rồi các bạn nhìn nhé. Vậy thì cái hàm này xử lý thế nào nè? Khi cô gọi tới cái hàm này, nó sẽ khai báo một cái câu lệnh SQL. Sau đấy nó truyền vào cái hàm get data. Khi đó thì nó sẽ nhảy tới hàm get data này. Nó sẽ truyền câu lệnh SQL vào đây. Các bạn thấy là có một đối số thôi, trong khi cái này các bạn thấy có hai đối số. Thì rõ ràng là cái của đối số này không có này, các bạn thấy không? Cô đang để rỗng không có. Cho nên nó vẫn nhận một đối số là SQL. Sau đấy vào đây nó sẽ xử lý nè.
Được chưa? Nó sẽ xử lý ok chưa? Xong đấy các bạn mới dùng vòng lặp while nó xử lý xong, nó trả về cái list. Nó trả về danh sách đúng không? Nó trả về danh sách thì nó sẽ trả về tại lời gọi hàm. Vậy nó cái danh sách đấy nó sẽ trả về tại vị trí này và nó return cho cái hàm này. Hiểu không ạ? Vậy là các bạn gọi hàm này có nghĩa là các bạn gọi tiếp cái hàm get data. Đúng chưa? Đấy. Rồi bây giờ cô sẽ test thử các bạn xử lý cái hàm này như thế nào nhé. Tạm thời là bây giờ cô sẽ lock nó ra trước, chứ cô chưa có xử lý cái list view hàm. Rồi bây giờ các bạn vào cái lớp học activity để các bạn lock nè. Xử lý ha. Bây giờ cô gọi như thế nào này. Bước 1 là cô sẽ phải gọi cái hàm down. Cô lấy dữ liệu ra ha. Lớp học down nè. Để cô lấy cái dữ liệu ra. Cô là cô gọi cái hàm này nè, chứ không phải gọi hàm này nhá. Rồi, bây giờ các bạn xem nhé, cô sẽ tạo cái lớp học down. Đó, LH down đi ha. Ok, rồi các bạn mới gọi là new là khởi tạo, nó không khởi tạo nó bảo lỗi ạ. Gắn bằng new, lớp học down. Các bạn truyền context, mà context ở đây là cái gì đây ạ? Có phải là lớp học activity.dit không ạ? Đúng chưa? Truyền context vào nhé. Ok, sau đấy cô sẽ gọi lấy dữ liệu ra. Thì bây giờ trước mắt là cô sẽ làm gì đây? Cô sẽ tạo một cái danh sách nha, list. List. Được chưa? Lớp học. Được chưa? Cô tạo cái list sẽ gắn bằng new array list ha. Ok. Vào cái lớp học, ok chưa? Rồi, anh này chưa import, thì các bạn import vào này. Tại vì khác package cho nên các bạn phải import nhé. Không import nó lỗi. Rồi, bây giờ các bạn mới cái list danh sách các bạn này sẽ gắn bằng lớp học down.get. Nhớ là các bạn chỉ get all lớp học thôi. Các bạn không, tại vì hàm chỉ có hàm này public. Còn các hàm kia là, đây, lớp học down này. Các cái hàm này là đang để private. Đấy, chỉ có anh này là để public. Các bạn chỉ gọi cái hàm này thôi, không gọi cái hàm này. Ok không ạ? Vậy các bạn coi nhá. Ta test thử nè. Cô thử lock cái anh này ra coi ha. Lock nè, lock ra màn hình coi có không. Chưa, cô chưa đổi lên giao diện nhá. Cô chỉ lock ra thôi. Cô xem nó có bao nhiêu phần tử nhá. Rồi, ở đây cô để là data size, tức là kích thước của nó bao nhiêu. Cô để là list.size. Đó, cô cộng thêm hai cái dấu nháy nữa để cho nó là chuỗi ha. Rồi, bây giờ cô chạy cái lớp học activity này thử nhá. Đây, cô sẽ chạy cái lớp học activity này trước. Lớp học activity đây. Rồi, chạy nhá. Xong chưa? Ok nhá. Đấy, tức là mình test thôi, mình kiểm tra là câu lệnh truy vấn mình đúng chưa. Chỉ có 3 dòng thôi. Ok. Rồi. Tiếp, bây giờ mình sẽ cái hàm này viết thành công rồi. Nếu các bạn chỉ lấy một cái ID thôi thì các bạn có thể viết thêm cái hàm nữa. Tức là public. Nếu mà trả về một cái ID á thì các bạn lưu ý là nó sẽ trả về ID. Tức là nó trả về một cái lớp học thôi, không trả về một cái list. Tại vì truy vấn theo ID nó luôn trả về một. Tại vì ID nó không trùng. Đấy, get by ID ha. Cái này các bạn có thể để get all được rồi, khỏi để cái chữ lớp học. Tại vì các bạn đang ở cái lớp học mà, khỏi cần để chữ lớp học, để get all được rồi. Đó, thì lúc mà gọi nó thì các bạn cũng để là cái này là get all thôi, không để cần để chữ lớp học nữa. Bây giờ các bạn mà muốn get by ID, thì các bạn đương nhiên phải truyền cái ID vào rồi. Đúng chưa? Đó, vai trò các bạn đầu tiên là các bạn phải truyền cái ID vào. Ok chưa? Rồi nó dính phím. Rồi sao nó dính phím hay vậy? Không biết nó dính ở đâu ta. Nó dính phím. Ok ta. Rồi. Đây. Thì các bạn lấy theo ID, phải truyền ID thôi.
Ví dụ ID các bạn chuỗi số gì đó, string ID, ở trên ID vào. Ở đây thì các bạn biết câu truy vấn ha. String SQL, SQL cũng gắn bằng select sao from lớp học. Ok. Rồi, các bạn phải có mình đi qua đấy. Mã lớp sẽ bằng chấm hỏi. Thấy chưa? Rồi bây giờ các bạn cũng return thôi. Các bạn cũng viết câu lệnh truy vấn đúng không? Đó. Lấy cái danh sách list lớp học sẽ gán bằng lấy get data nè. Được chưa? Giống nhau ha. Đó. Tuy nhiên thiếu cái danh sách ha, thiếu cái list nè. Đó. Tuy nhiên cái này các bạn không chỉ truyền câu lệnh SQL mà các bạn truyền thêm cái ID vào nữa ha các bạn. Đấy, truyền cái ID vào. Thấy chưa? Các bạn thấy nhá, cùng một hàm nè. Khi thì cô truyền chỉ có một đối số thôi, khi cô truyền hai đối số, thậm chí ba đối số tùy cái điều kiện này của mình. Ở đây các bạn có một dấu mốc dấu chấm hỏi. Thì đây là các bạn truyền vào một đối số. Nhưng mà các bạn giả sử có cái mệnh đề n nữa chẳng hạn đúng không? N cái gì đó nữa thì có cái dấu chấm hỏi nữa. Ví dụ n cái tên lớp bằng chấm hỏi cái nữa thì có hai đối số đúng không? Hai cái đối số các bạn có thể tên cái này là tên lớp như thế. Mà hiện tại cô chỉ lấy theo ID thôi. Cho đến này. Ok chưa? Mà các bạn lưu ý cho cô là ID là nó luôn trả về một nhá, cho nên chỗ này các bạn không để danh sách mà để một đối tượng thôi. Rồi. Thì cái này trả về danh sách, nhưng mà danh sách này chỉ có một phần tử thôi, lưu ý nhá. Đấy, cô viết đơn giản, cô không muốn sửa lại cái code. Code cũng tương tự, cô không muốn sửa lại. Thì cô lấy cái một phần tử thôi, chứ cần cô return. Chỗ này sẽ là return cái list.get không. Tức là lấy cái phần tử, tại vì có một phần tử à? Được chưa? Đó, là cô viết xong cái hàm get by đi. Thấy chưa? Bây giờ nè các bạn nhìn nhá. Cô test thử nào. Giả sử như cô lấy cái sinh viên đao, không, nhân viên cái này cô lấy cái CP 17301 đi ha. Đây, cô gọi đây. Cô không gọi cái hàm get all, mà cô gọi cái hàm là get by ID. Ở đây cô truyền vào cái chuỗi này. Ok chưa? Nó sao sao bị lắc dữ gì ta? Đưa cái chuỗi này vào đúng không? Ok chưa? Get by đi thì truyền vào một chuỗi. Và đây thì các bạn trả về, không phải trả về một cái list ha, trả về một cái lớp học. Lớp học. Đấy, LH nha. Và ở đây các bạn lưu ý là ở đây các bạn không phải list chấm sai, mà các bạn thấy lớp học. Các bạn để một cái lớp học chấm vì lấy theo get cái gì đấy ạ? Get tên lớp đi ha. Chạy thử nhá. Đây. Đây, CP nè, 17301 nè. Ok chưa? Đó, thì các bạn phải hiểu nhá. Thì rõ ràng là các bạn phải quan tâm việc là các bạn cần cái gì. Khi các bạn viết hàm ha, thì các bạn lấy một cái danh sách. Lấy các bạn lấy một cái danh sách thì nó sẽ kết quả trả về phải là danh sách. Các bạn lấy một cái phần tử, một cái object thì kết quả trả về phải là một cái object. Và lưu ý cho cô nè, cái câu lệnh truy vấn mà với điều kiện mã lớp thì luôn luôn nó trả về cái gì ạ? Một phần tử thôi, một dòng dữ liệu thôi, không thể nào trả về nhiều được. Tại vì mã lớp là không được trùng, mã lớp mà trùng nó sai. Còn các bạn truy vấn theo tên hay là theo những cái đối những cái trường cột khác thì có thể trả về nhiều, nhưng riêng mã là luôn luôn trả về một. Ok chưa? Đấy, ví dụ các bạn truy vấn theo cái sinh viên theo cái mã lớp thì đương nhiên là sẽ trả về nhiều, tại vì một lớp đấy có nhiều sinh viên mà, cho nên là sẽ trả về là số nhiều. Vậy khi viết hàm các bạn lưu ý nhé. Vậy các bạn thấy nhá, thì đây cô là viết tần dùng được nhá, hai hàm này cô dùng chung, một cái hàm này dùng chung, và khi tách ra từng trường hợp thì các bạn chỉ khác nhau cái gì đấy ạ, chỉ khác nhau câu lệnh select thôi, thấy không, với cái đối số truyền vào thôi.
Và đây là cách viết rất là thông minh các bạn thấy không ạ? Đó, để giải thích các bạn hiểu ha. Rồi, vậy là đó là xong viết hàm select ha. Rồi, bây giờ cô viết thêm một cái hàm nữa, xong cô sẽ chuyển sang cái phần giao diện nhé. Cô viết thêm cái hàm là insert này. Bây giờ insert thì cô để public ha, không để private, cái này cô để public. Và các bạn insert thì có hai cái câu chuyện ở trong cái insert này. Thì một là các bạn lưu ý cho cô là nó làm hai cái nhiệm vụ. Một là nó sẽ thêm dữ liệu vào database, để dữ liệu nhá, data nè, dữ liệu vào database. Bước thứ hai nữa là nó có thể là nó trả về trả về cái thông báo, thông tin là thành công hay không, hay không thành công, đúng không? Đó. Ok, vậy để mà mình trả về cái thành công hay không thành công á, thì các bạn nên để trả về true hoặc false. Nếu true thì là thành công, mà false là không thành công, cho nên chỗ này cô hay để cái chữ boolean. Ok. Và khi insert thì các bạn chèn cái gì vào, chèn cái đối tượng, tức là cái một cái lớp học để vào, insert vào dữ liệu vào, cô chèn cái lớp học vào đây. Được chưa? LH vào đây. Ok chưa? Và bây giờ để mà các bạn tạo cái hàm insert thì các bạn sẽ viết như thế này. Đầu tiên á, thì các bạn lưu ý cho cô nè, vẫn phải tạo cái database này nhá. Đây, SQLiteDB. Đây, phải tạo cái database nhá. Và đây thì cô sẽ không để là getReadable mà để là getWriteable. Tại vì các bạn đang chèn dữ liệu vào cho nên phải cho nó cái quyền gọi là quyền ghi. Ok chưa? Quyền ghi nhá. Rồi. Thì ở đây các bạn tiếp nè. Các bạn phải có cái value. Value, content value. Content value. Đó, value. Nơi các bạn nạp dữ liệu vào đây ha. Bằng new content value. Đó. Sau đó các bạn thêm cái dữ liệu vào. Các bạn thêm là lớp học chấm mã, lớp học chấm tên đưa vào. Ở đây các bạn có là value chấm put. Đúng không? Thì các bạn có trong cái put này sẽ có hai đối số. Có một cái key và một cái value. Đúng không? Đây các bạn put nè, thì có trong cái put này sẽ có hai cái đối số. Cái key và cái value thì các bạn lưu ý cho cô nè. Cái key nó phải trùng ở trong cái database. Ví dụ cái này mã lớp thì bên này phải là mã lớp ha. Đấy, cái này phải là để mã lớp. Rồi, cái value thì là lh.get mã lớp ha. Tức là cái này các bạn truyền vào nè. Truyền một cái object vào thì cái dữ liệu nó có rồi. Ok. Tương tự các bạn lại put thêm tên lớp ha. Put tên lớp vào. Thì các bạn tránh để sai chính tả thì các bạn nên copy ha các bạn. Đấy. Ở đây các bạn để cho cô là lh chấm chấm get tên lớp ha. Rồi, vậy là các bạn put hai cái dữ liệu này vào trong cái value. Bây giờ các bạn mới dùng câu lệnh insert nè. Thì các bạn có là câu lệnh insert thì nó sẽ trả về cái long. Long row sẽ gắn bằng db.insert. Đối số đầu tiên sẽ là tên của bảng table nè. Thì các bạn cũng phải chụp hình cái tên bảng vào. Ok chưa? Đối số thứ hai của nó sẽ là gì đấy ạ? Của nó là cái null. Cái này là cái, tôi coi nè các bạn nhé. Đối số thứ hai của nó là cái column hex. Các bạn để null. Ok. Đối số thứ ba là các bạn để cái value. Các bạn để chèn vào đó. Đấy. Các bạn chèn value này vào cái bảng lớp học. Rồi. Kết quả trả về sẽ là row, tức là số dòng các bạn chèn được. Nếu số dòng này mà nhỏ hơn hoặc bằng 0, tức là không chèn được dữ liệu. Tức là số dòng này phải lớn hơn 0, nghĩa là phải mình phải biết được có bao nhiêu dòng chèn được. Có thể là một dòng, hai dòng, ba dòng tùy. Insert các bạn có thể insert nhiều mà. Đấy, tùy. Nhưng mà số dòng này thì nó sẽ trả về là cái số dòng nó thêm được vào database. Thì vậy nếu số dòng này mà lớn hơn 1, lớn hơn bằng 0, lớn hơn 0 thì chắc chắn là phải chèn được. Còn nếu nhỏ hơn hoặc bằng 0 là không có chèn được vào database. Vậy thì mình sẽ return cái gì đấy ạ? Row lớn hơn 0 thôi.
Tức là nếu mà lớn không thì nó trả về true, còn nhỏ hơn bằng không thì nó sẽ trả về false. Đúng không? Cái biểu thức này nè. Vậy thì mình return anh này là xong. Đó. Ok. Rồi, bây giờ để test thử cái hàm này nhá. Để test thử cái hàm này thì các bạn vào activity các bạn test thôi. Đây, cô sẽ comment anh này lại nè. Cô sẽ comment anh này lại nhá. Đấy, và bây giờ các bạn viết nè. À, cô lấy một cái dữ liệu bất kỳ nào đó. Ví dụ cô có cái lớp học nè. Đây, cô để cái LH sẽ gắn bằng new lớp học nhá. Các bạn truyền vào cái mã lớp. Ví dụ cô để là một cái CP hay là một cái lớp là IT đi. 17305. Ok. Rồi, các bạn mới lớp học nhá. À, ứng dụng phần mềm đi. Cô để chữ ứng dụng phần mềm cho nó vui ha. Ok chưa? Sau đấy cô tự gọi tới cái hàm insert đúng không ạ? If insert thành công, LH down chấm insert đưa cái lớp học vào, nếu thành công thì nó true ha. Nếu thành công thì nó true. Ok. Thì ở đây các bạn sẽ để là gì đấy ạ? À, các bạn sẽ toss nó ra một cái thông báo chẳng hạn. Đây. Toss ra một con báo là lớp học activity chấm dit. Bạn có thể lock lại cái giá trị các bạn mới thêm được đúng không? Hoặc là các bạn không 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 toss thì thôi. Ok, còn ngược lại thì các bạn làm gì đấy ạ? Else là các bạn bảo là thất bại đúng không? Nếu không thì các bạn toss ra cái thông báo là thất bại đúng chưa? Đó. Rồi. Bây giờ cô test thử nhá, chạy thử nào. Chạy thử anh này xem có chưa. Rồi, run cái. Nó có top ra thông báo không? Ok. Chạy thử chỗ nào? Chỗ này. Ủa cái này cô thiết kế khi nào mà có dấu cộng ở đây ta? Cô coi lại nhá, cái lớp học này. Activity cô làm gì mà có dấu cộng rồi nè. À, cô tạo cái list view đây rồi. Cô dấu cộng đây rồi đúng không? Ok. Đấy, nó chạy nhanh hơn nữa các bạn. Được chưa? Lần thứ hai nó sẽ chạy nhanh hơn lần thứ nhất. Các bạn coi nó top ra thông báo thêm thành công là nó thêm dữ liệu vào rồi. Ok. Rồi. Top chưa? Chưa đúng không? Top rồi à? Đi lè dữ vậy? À quên, sorry. Thất bại. Cô copy mà cô không có sửa đúng không? Chờ xíu. Sorry, sorry. Đây, làm lại thôi. Thất bại nè. Thất bại thì chỉ cho lớn, cho để rút kinh nghiệm đúng không? Đấy, trở lại nè. Rồi, trở lại cái. Đây. Ủa, chắc chắn lần sau thất bại bởi vì sao các bạn biết không? Nó chạy. Chính xác, chính xác. Chắc chắn lần sau sẽ thất bại, chứ không phải là thành công. Nhưng nó ra thất bại là đúng đấy, chờ xíu nha. Nó ra thất bại là đúng. Rồi, thấy chưa thất bại đây, đây thấy thất bại chưa? Nó ra nhanh quá nhỉ? Len lon mà sao nó nhanh dữ vậy? À, len sót à? Rồi, có để chữ len lon cho nó lâu lâu xíu nè. Rồi bây giờ cô đổi cái mã này là nó hết đúng không? Cô để 06 nha. Ứng dụng phần mềm 06 đi ha. Rồi chạy lại nè. Ok, lần này thì phải thành công. Rồi khi nãy bạn nào trả lời là trùng cái ID vậy? Rồi, thế Nam hiểu về database đấy, thế Nam. Ôi vậy hả? Đúng rồi. Vậy là các bạn phải... Đúng rồi, rất là sâu sắc đúng không? Khi các bạn mà đã gặp một cái lỗi như vậy thì các bạn sẽ nhớ rất là lâu. Đấy, thấy thành công chưa? Đúng chưa? Đấy, tại sao cô vẫn nói các bạn là cô muốn các bạn tự làm để các bạn tự trải nghiệm. Nếu là code thì chỉ có code của cô thôi. Còn mà muốn mà các bạn nhớ lâu thì các bạn phải tự làm. Đó là điều mà cực kỳ quan trọng luôn đó các bạn nhá. Chứ không phải là nói tại sao cô ép mình làm. Ép để các bạn, ví dụ các bạn có trải nghiệm rồi á, thì các bạn nhớ rất là lâu. Rồi ví dụ cô coi lại lấy lại những cái dữ liệu thì nó bây giờ là trong database của cô là sẽ là 5 dòng ha.
5 dòng dữ liệu đấy, chứ không phải là 4, 3 dòng nữa. Cái adapter ha. Đấy, vào cái lớp học tạo adapter. Thì trước tiên tạo adapter này, cô tạo một cái cell trước ha. Đây, vào layout nè. Tạo lớp học item ha. Cô click chuột phải. New một cái layout resource file. Các bạn đặt tên là lớp học nè. Item ha. Ok. Đấy, lớp học item. Ở đây thì cô tạo một cái relationship layout giống như lần trước cô nói với các bạn đó ha. Cho nên là chỗ này cô sẽ làm nhanh ha các bạn. Chỗ này các bạn để cho cô một cái relationship layout. Cũng do thói quen thôi, nhiều người thích dùng relationship, nhiều người thích dùng constraint ha. Ở đây thì cô sẽ có hai cái icon sửa xóa, đúng không? Hai cần này thì tùy các bạn ha, các bạn muốn làm khi nào cũng được, cô làm bây giờ cũng được. Thì cô làm luôn. Cô tạo hai cái icon. Icon thứ nhất là các bạn để edit và icon thứ hai. Đây vào vector asset nè. Các bạn chọn một cái edit ha. Đây. Edit. Các bạn search cái edit này. Ok chưa? Đấy. Ok, để màu đỏ luôn. Để cái này các bạn để khoảng 48 đúng không? Cái này các bạn để cho cô cái edit thôi. Rồi. Finish. Cô thêm cái delete nữa. Đấy. Đang học cơ bản cho nên các bạn cứ làm chuẩn mực trước đi, xong từ từ các bạn giao diện các thứ các bạn có thể sửa sau. Cái nào cũng được, cái nào thì các bạn từ từ các bạn làm. Đấy, delete ha. Ok. Cái này các bạn cũng để 48 ha. Cái này để chữ delete thôi. Ok chưa? Đó. Bây giờ cô sẽ kéo giao diện vào này. À, đầu tiên là chỉ có mã lớp và tên lớp thôi, không có hình. Cho nên chỗ này các bạn sẽ để cho cô là à, cái anh này các bạn để cho cô là padding 8 dp ha, padding 8 dp. Để cho nó thụt vào ha. Ở đây các bạn để cho có một cái text view. Text view để chứa, cái này các bạn để là wrap content, cái hay để wrap content luôn. Cô để là mã, cái text để các bạn nhìn thấy thôi. Cái text là mã sinh viên, à mã lớp học. Đó, đây. Là anh này. Được chưa? Các bạn neo anh này vào. Neo anh này vào. Align parent top to. Align parent left to. Đấy, cho chắc ha, cái layout cho chắc. À, các bạn đặt cho cô cái ID là text view mã lớp học ha. Mã lớp. Rồi cái này cô copy ha. Đây. Cái này cô copy nè, cho nhanh ha. Đó. Rồi, cái này các bạn để là tên lớp nha. Ok chưa? Rồi, cái này các bạn để cho cô là tên lớp học. À, các bạn neo không neo top mà các bạn chỉ neo left thôi. Thì chỗ này các bạn để cho cô cái below phía dưới của anh mã lớp ha. Đây. Nó sẽ đẩy xuống các bạn thấy không ạ? Đó, nó đẩy xuống. Thì các bạn để cái margin top là 8 dp. Margin top là để 8 dp. Ok chưa? Đấy, nó đẩy xuống cho giãn đẹp nè, đúng không? Rồi, bây giờ cô để hai icon hai bên. Đấy, cô cũng làm một icon xong cô sẽ copy cho nó nhanh. Cái này các bạn để một cái image view. Đó, cái này các bạn để là khoảng bữa trước là cô nhớ là khoảng 30 dp. Rồi, hay này cô để cũng khoảng 30 dp. Các bạn có thể sửa sau ha. Rồi các bạn để là cái SRC drawable, các bạn để cái edit để lên trên. Rồi các bạn neo ở trên cùng ha. Là align parent top để true. Và các bạn align parent right để true. Ok chưa? Đấy. Xong ở đây các bạn thêm cho cô cái ID. À, phải đặt ID nhá. ID là image view. À, delete. À, edit lớp học ha. Edit lớp. Rồi copy ha. Đấy.
các bạn copy cho nó nhanh, không các bạn cứ mỗi lần các bạn gõ rất là cực. Rồi thứ nhất cái này là các bạn là đổi cái ID là 1 nè, là các bạn là delete nè, đúng không? Cái thứ hai là đổi cái icon nè, và thứ ba là nail, mình sẽ không nail top nữa mà mình sẽ là below cái anh ID, à, image view edit, đúng không? Đấy, ở dưới rồi, thấy chưa? Đẹp chưa các bạn, nó hơi bị tràn ra ngoài đúng không? Nó xấu quá, vậy cái này là 30 dp là nó hơi bị bự. Vậy các bạn để cho cô khoảng 25 thôi. Thấy không? Đấy, hoặc là chữ các bạn cho bự lên. Nếu các bạn để 30 thì chữ các bạn có thể cho bự lên. Rồi, hai là cái này có các bạn margin top 8 dp cho cô. Margin top là 8 dp cho cô để cho nó cách ra. Thì các bạn thấy là nó rất là bự nhá. Đúng không? Thì cho bạn cho cái chữ nó rộng lên. Cái thứ hai các bạn cần đổi nữa là các bạn không để cái này hay là match parent mà hay các bạn để là wrap content. Đấy. Hay của anh này để wrap content là các bạn thấy chưa? Đấy nó ở đây hơi lệch khác các bạn. Hơi lệch thì các bạn lưu ý là cho cái chữ bự lên xíu cho là đỡ lệch, đúng không? Ví dụ thế. Cái này là text size. Các bạn để là 25 SP. Ui sao bự dữ nhỉ? 20 rồi đúng không? Đấy. Ok. Còn anh này thì tên lớp, mã lớp có thể bự. À, tên lớp thì để khoảng 20 cũng được rồi, 18. Đúng không? Đấy, để khoảng 18. Đấy, tùy mình. Và các bạn thấy nó cân đối rồi nè. Nó cân đối hơn nè, đúng không? Đấy, ok chưa? Để cân đối hơn. Thu nhỏ lại các bạn thấy nhìn nó cân đối hơn đó. Ok chưa? Đấy rồi, xong. Xong cái cell này nhá. Rồi, thì đây đã. Rồi bây giờ mình viết cả lớp học adapter. Ok chưa? Lớp học adapter. Thì cái này thì cô, đầu tiên là cô sẽ tạo một constructor của anh này đã. Để cô truyền đúng không? Public. Để cô truyền cái context nè. À, context nè. Và truyền cái danh sách đúng không? Cái list. List lớp học. Đó. Lớp học. Ok chưa? Đó, truyền cái dữ liệu vào. Đó. Và chỗ này các bạn copy cho cô đẩy lên nè. Cái này là đối số thôi. Thì bây giờ cô cần phải để cái tạo cái biến phía ngoài để nhận nó. Đúng không? Đấy, tạo cái biến phía ngoài ha. Đó. Cái biến này là biến class, còn cái này là hai cái đối số chuyển vào thôi, hai cái đối số chuyển vào ha. Bây giờ các bạn gán ngược lại nè, dit.context là của class nè, sẽ bằng context. dit.list danh sách thì bằng danh sách đúng không? Rồi. Anh này thì return cái gì? Anh này return cái list.size. Đúng không? Rồi anh này return cái gì? Anh này return cái list.get cái position đúng không? Bữa trước một số bạn hỏi cô là chỗ này để y. Cái này để y hay để position không quan trọng nhá. Giả sử cái này để y thì chỗ này các bạn để cho cô là y. Y hay là position không quan trọng, cái này là cái tên đối số thôi nha các bạn. Đấy. Chỗ này các bạn có thể để là y cũng được. Đấy, ví dụ như thế. Nó là một cái tên biến thôi, tên thôi. Không quan trọng, được chưa? Rồi, cô viết tiếp anh này. Đầu tiên cô sẽ tạo một cái class viewholder ha. Class. Các bạn tạo phía trong hay phía ngoài không quan trọng ha. Cái class viewholder. Cô chứa hai cái đối số là text view. Hai cái biến à, là text view là tv mã và tv tên. Và cô lấy luôn hai cái image view. Tức là cái này là cô để chứa cái giao diện ha các bạn. Image view delete edit, image view delete. Đây. Cô để đây bốn cái thành phần này chính là bốn cái ở trong cái giao diện này các bạn nè. Lớp học item này nè. 1 2 3 4 nè, có bao nhiêu thành phần cô lấy hết nhá. Để cô tương tác, được không? Rồi. Cái convert view ở chỗ này cô sẽ return convert view này, các bạn return khỏi quên ha. Rồi tiếp tục. Chỗ này các bạn để cho cô là gì ạ? À, tạo nè. View holder. View holder. Ok chưa? Đó, holder. À, các bạn kiểm tra nếu cái convert view này mà bằng null. Ok chưa?
Thì sao ạ? À, đầu tiên cái holder này các bạn sẽ gắn bằng new. À, view holder trước. View holder trước. Holder trước ha. Ok. Đó. Bước thứ hai là các bạn mới gọi nạp cái layout vào con vật view. Tức là cô hãy dùng cái layout inflator. Inflator sẽ gắn bằng activity ép kiểu nó nha. Rồi con text. Rồi. Bôi cái này lại. Bao nó lại bằng dấu mốc tròn. Sau cái này là chấm ghép layout inflator. Sau đấy con vật view sẽ gắn bằng inflator. Bây giờ mình nạp dữ liệu ở nạp layout là inflate r chấm layout chấm lớp học item ha, đó phẩy nun, ok chưa? Rồi sau đó thì cái view holder lấy từng thành phần của mình tham chiếu tới các cái layout, các cái thành phần trong layout, đúng chưa? Vậy mình sẽ có là holder chấm text view mã sẽ gắn bằng con vật view chấm file view by id r chấm id chấm text view mã lớp, vậy nó mới tham chiếu đúng ạ, không nó sẽ tham chiếu sai. Rồi tôi có bốn cái thành phần giao diện thì các bạn thấy là text view tên, cái này là image view edit, cái này là image view delete, rồi cô sửa anh này, cái này sẽ là tên, cái này là image view edit, cái này là image view delete, đúng không? Xong rồi các bạn mới gắn cái tag cho nó này, con vật view chấm set tag, đưa cái holder vào đó. Vậy là nếu như cái này null thì tôi bắt đầu tạo nó một cái giống như cái một cái rổ đấy ha, tạo nó cái này để là cái view để chứa dữ liệu ha. Sau đấy set tag cho nó, nếu nó có rồi thì mình lấy nó ra, nếu nó không null thì mình lấy nó ra. Đó, holder sẽ gắn bằng convert view chấm get tag thôi, lấy nó ra. Và đương nhiên phải ép kiểu ha. Ép kiểu là view holder. Ok chưa? Rồi. Vậy là mình đã tạo giao diện xong. Mình liên quan đến tạo giao diện xong, bây giờ mình mới nạp dữ liệu vào giao diện nè. Đẩy dữ liệu vào nè. Vậy thì mỗi lần get view này nó sẽ là lấy được một phần tử của danh sách đúng không? Vậy thì tôi lấy một phần tử ra đã. Lớp học. LH sẽ gắn bằng. List danh sách nè. Chấm ghép từng phần tử, ghép y đúng không? Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy từng cái thành phần của nó mình nạp vào dữ liệu. Vậy mình sẽ có lớp học. Cái con holder. Chấm. Text view mã. Chấm set text. Đúng không? Cái này lớp học chấm get mã. Đó, rồi. Bây giờ mình nạp dữ liệu cho tên thôi. Tên. Cái này sẽ là get, cái này get tên lớp đúng không? Ok, xong. Vậy là mình đã hoàn thành xong được cái adapter. Rồi, hoàn thành adapter thì bây giờ mình gọi thôi. Mình gọi ở đây có adapter activity có hết rồi. Cô xóa hết tất cả những cái gì liên quan đến cái này nhá. Cái này là mình test thôi. Bây giờ mình tạo list view nè. Các bạn sẽ có list view. Cái này là list view. List view là gọi là adapter view đúng không? Là list view. Rồi. List view bằng gì ạ? Bằng file view by id. R.id. Chấm list view lớp học. Ok chưa? Rồi. Bây giờ mình sẽ tạo adapter. Lớp học adapter đúng không? Adapter. Adapter. Ok. Và đây các bạn cũng có adapter bằng gì đấy ạ? Sẽ gắn bằng new. Lớp học adapter. Truyền đối số vào, mình có hai đối số đúng không? Mình có hai đối số, đó là context và cái danh sách dữ liệu đúng không ạ? Vậy context của mình sẽ là anh này. Đồng ý không? Đâu rồi? Chấm đít ha.
Rồi dữ liệu có chưa ạ? Dữ liệu chưa có. Dữ liệu chưa có thì mình gắn dữ liệu vào thôi. Click gắn bằng lớp học đáo chấm get all. Lấy toàn bộ dữ liệu thì là get all đúng không? Đó, và ở đây mình truyền click vào thôi các bạn nhé. Đấy. Là mình xong cái adapter và mình nạp adapter này vào list view, set adapter. Được cái adapter vào. Là xong. Bây giờ các bạn chạy lên nó phải ra 5 cái giá trị thì nó đúng. Được chưa? Chạy lại nha. Rồi, chờ xíu ha. Đấy. Cái này các bạn làm rồi, thành ra là cô sẽ cô giải nhanh, thành ra các bạn thấy cô làm nhanh lắm. Còn khi cô làm mới từ đầu thì cô sẽ phải giải thích từng dòng code cho các bạn biết nó là cái gì đúng không? Đó. Ok, chờ một tí nó sẽ lấy dữ liệu đổ dữ liệu lên đây, lên cái list view này. Được chưa? Rồi. Ok. Rồi, nó chạy xong rồi đó. Đây, xem có đúng cái này là 5 dòng không nha. Đó, 1, 2, 3, 4, 5 nè. Hai dữ liệu, hai cái dòng này là mình mới thêm vào nè. Các bạn thấy ok chưa? Đấy, cái này 1, 2, 3, 4, 5 đó. Là mình đã thành công rồi. Ok chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ bonus thêm các bạn một cái là các bạn tương tác với anh này. Tương tác với hai cái view này thì các bạn tương tác làm sao? Rồi còn cái insert này thì buổi sau mình nói nhá. Giờ cô sẽ tương tác anh này trước ha. Thì đây các bạn sẽ vào cái đã tương tác với anh này á thì các bạn bắt buộc các bạn phải là vào cái adapter, tại vì hai button này nằm trong adapter mà. Cho nên các bạn phải tương tác vào lớp học adapter. Và các bạn tương tác ở đây này các bạn. Ở đâu cũng được. Tại vì nó độc lập mà, viết trên viết dưới thì được hết ha. Vậy mình sẽ có gì đấy, viết ở đâu cũng tùy các bạn thôi. Đấy, các bạn có là holder.image.viewEdit. Các bạn chấm set on click listener cũng new on click listener thôi. À, và các bạn viết code vào đây. À, còn cái anh mà delete thì là holder.image.viewDelete cũng chấm set on click listener thôi. Cũng new on click listener xong. Ở đây các bạn tót ra thông báo, tức là code, mọi code xử lý các bạn viết ở đây. Tót ra cái thông báo. Ở đây context đúng rồi. Anh này là code edit viết ở đây đúng không? Ok chưa? Đó, còn cái này code mà cái này là delete thì viết ở đây. Đúng không? Các bạn có thể ghi chữ này là delete. Ok chưa? Ở đây các bạn viết code xử lý gì là tùy mình. Đúng không ạ? Mình sẽ cái này cô sẽ nói về xử lý sau. Thì biết là à các bạn tương tác thì các bạn viết ở trong này. Giờ chạy lại cái là các bạn thấy nhá. Đấy. Mình làm ngắn ngắn thôi, làm cái dài dài nó mệt. Đúng không? Chờ cô xíu. Rồi, cô viết xong cái này là các bạn ngồi viết được rồi. Thấy không? Đấy, lần này nó chạy nhanh hơn rồi, thấy không? Rồi, bây giờ cô bấm nè, edit nè. Đó, code edit viết ở đây. Đó, code delete viết ở đây. Rồi, thậm chí các bạn lấy luôn cái ID của nó nhá. Có thể các bạn lấy ID của nó nè. Thì dễ thôi, ID có phải là lớp học không? Rồi, đưa này lên trên đi ha. Code thì đưa này lên trên. Rồi, bây giờ lấy ID thì sao? Tót cái ID nè. Cộng thêm cho cô cái ID nữa. Cộng cái ID có phải là lớp học chấm get mã lớp không? Là ra thôi. Đấy, lấy được ID luôn. Được chưa? Đấy, lấy được ID. Có gì hết trơn. Đó. Rồi, bấm cái nó ra ID ha. Anh này là bấm nè. Là CP17101 đúng không? Đấy, thấy chưa? Còn anh này là IT17306 nè. Đấy, IT17306 nè, thấy không? Rồi cái này là 17305 nè, ok chưa? Web nè.
Đấy, phải thốt. Đồng ý không ạ? Vậy nhá.